Thưa quý vị, cũng trong sáng qua thì thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh các đại biểu quốc hội thống nhất với đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2024. Tuy nhiên đại biểu cũng đề xuất sớm sửa đổi luật hoạt động chữ thập đỏ. Theo đại biểu Nguyễn Hải Anh, sau 15 năm thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ đã tạo cơ sở pháp lý điều kiện đẩy mạnh hoạt động chữ thập đỏ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động nhân đạo, quyên góp nguồn lực và hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai thảm họa. Tuy nhiên đến nay, luật đã phát sinh một số hạn chế bất cập như một số quy định còn chung chung, chưa quy định cụ thể rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Các trường hợp lợi dụng hoạt động chữ thập đỏ để vụ lợi chưa có quy định phù hợp để khắc phục thực trạng trồng chéo trùng lập trong vận động quyên góp tiền hiện vật nguồn lực khác và trợ giúp hỗ trợ cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn chưa có quy định để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thành lập các cơ sở phục vụ hoạt động chữ thập đỏ chưa nội luật hóa một số quy định về hoạt động chữ thập đỏ nhân đạo trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong bối cảnh đó và trước yêu cầu của tình hình mới cần sớm sửa đổi bổ sung luật hoạt động chữ thập đỏ để khắc phục các hạn chế bất cập Đại biểu đề nghị Chính phủ Quốc hội xem xét đưa luật hoạt động chữ thập đỏ sửa đổi, bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thay vì năm 2026 như đề nghị của Chính phủ.